Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam vừa khai trương văn phòng tổng đại lý Genkasa tại huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Đây là tổng đại lý thứ 7 của công ty này tại Hà Nội. Sau 13 năm hoạt động, Generali Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động với hơn 90 tổng đại lý và trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ hơn 500.000 khách hàng trên toàn quốc. Tại lễ khai trương, Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiến hành trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng nơi công ty đang hoạt động. Với phương châm đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm, công ty mong muốn tạo ra những trải nghiệm khác biệt không chỉ về sản phẩm, dịch vụ mà cả không gian đón tiếp và phục vụ khách hàng. Làm ăn phát tài, tiền vô nhiều, may mắn an khang. Hôm nay rộn ràng vui quá, mừng vui đón quý khách gần xa. Thân thương ghé qua ủng hộ, khách hàng là thượng đế xin mời. Vui
mừng khai trương, tài lộc đến mà đáo thành công. Hân hoan rộn ràng trong lân, lòng rạng rỡ hoa tươi đón mừng. Vui sao tân bừng khai trương, thật đông khách buôn bán thuần mây. Thị ân khách hàng thân thương, mừng gia chủ khai trương, tài lộc đến mà đáo thành công. Vui sao chúc mừng khai trương, tài lộc đến mà đáo thành công. Hân hoan rộn ràng trống lân, lòng rạng rỡ hoa tươi đón mừng. Vui sao tân bừng khai trương, thật đông khách buôn bán thuận mây. Tri ân khách hàng thân thương, mừng gia chủ khai trương, tài lộc đến mà đáo thành công. Hôm nay ngày lành tháng tốt, xin chúc mừng khai trương hồng phát. Gia chủ làm ăn phát tài, tiền vô nhiều may mắn an khang. Hôm nay rộn ràng vui quá, mừng vui đón quý khách gần xa. Thân thương ghé qua ủng hộ, khách hàng là thương đế xin mời. Vui sao chúc mừng khai trương, tài lộc đến mà đáo thành công. Hân hoan rộn ràng trong lân, lòng rạng rỡ hoa tươi đón mừng. Vui sao tân bừng khai trương, thật đông khách buôn bán thuận mây. Thị ân khách hàng thân thương, mừng gia chủ tài lộc đến mà đáo thành công. Hân hoan rộn ràng trong lân, lòng rạng rỡ hoa tươi đón mừng. Vui sao tân bừng khai trương, thật đông khách buôn bán thuận mây. Thị ân khách hàng thân thương, mừng gia chủ tài lộc đến mà đáo thành công. Vui sao chúc mừng khai trương, tài lộc đến mã đáo thành công. Hân hoan rộn ràng trống lân, lòng rạng rỡ hoa tươi đón mừng. Vui sao tân bừng khai trương, thật đông khách buôn bán thuận mây. Tri ân khách hàng thân thương, mừng gia chủ tài lộc đến mã đáo thành công. Nhiều lộc đến ao ao vất lên sung sướng, vàng điều may mắn tuyệt vời, hồng phát khai trương, niềm tin gieo đi muôn phương, an tâm cho khách hàng, an tâm cho khách hàng. Tiếng pháo vang tưng bừng đầy chúc mừng khai trương, và mùa lân sương rồng của dài xanh bánh cách bằng thánh thần. Hạnh phúc vui dân trào, hoa ngập tràn yêu thương, cùng bắt tay chúc mừng cả vui khai trương, làm ăn phát tài, vàng điều may mắn tuyệt vời, hồng phát khai trương, rồi nhiều lộc đến ào ào vất lên sung sướng, vàng điều may mắn tuyệt vời, hồng phát khai trương, niềm tin gieo đi muôn phương, an tâm cho khách hàng. Tiếng pháo vang tưng bừng đầy chúc mừng khai trương, và mùa lân sương rồng của dài xăm bánh cách bằng thánh thần. Hạnh phúc vui dân trào, hoa ngập tràn yêu thương, cùng bắt tay chúc mừng ta vui khai trương, làm ăn phát tài, vàng điều may mắn tuyệt vời, hồng phát khai trương, rồi nhiều lộc đến ào ào vất lên sung sướng, vàng điều may mắn tuyệt vời, hồng phát khai trương, niềm tin gieo đi muôn phương, an tâm cho khách hàng. Khai trương mở bán sướng sướng sướng, khai trương lộc vô 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 vô, khách đến tiền vào ào ào ào, vàng điều may mắn, may mắn, may mắn.
rộng của dài sầm bánh các bạn thánh thành hạnh phúc vui dân trào hoa ngập tràn yêu thương cùng bắt tay chúc mừng ta vui khai trương làm ăn phát tài mang điều may mắn tuyệt vời hồng phát khai trương cho nhiều lộc đến ào ào vất lên sung sướng mang điều may mắn tuyệt vời hồng phát khai trương niềm tin gieo đi muôn phương an tâm cho khách hàng mang điều may mắn tuyệt vời hồng phát khai trương cho nhiều lộc đến ào ào vất lên sung sướng mang điều may mắn tuyệt vời hồng phát khai trương niềm tin gieo đi muôn phương an tâm cho khách hàng. Chào mọi người, thật lớn hơn nữa được không ạ?
đến tất cả quý vị đại biểu và tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi khai trương của văn phòng Casa Hà Đông ngày hôm nay. Và Tâm xin chúc cho đầu tiên là đó là chúc cho văn phòng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, chúc cho tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ có một sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và Tâm xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc, đó là ca khúc Giận Mà Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Mà thương sao mà xa xịt nhờ, ôi câu ca nặng tình nặng nề. Có lúc nào anh giận em không? Chỉ có lúc nào anh giận em không? Để thương xót cả hai em đời, hay xa nhau để ngàn vạn dặm. Chẳng có mà thương sống dài hơn. Em nhớ ngày em nhớ đêm, giận mà thương chảy lòng em đỏ. Thương mà giận dễ gì đã có, em chỉ cần chưa thể nhường, ôi câu ca sang dần mà thương, mà thương. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu vạn dặm. Khi chờ gió, lòng vẫn ấm. Mọi người chung một tràng vỗ tay nha. Vâng, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Em sai nghe câu dân ca, dân mà thương sao mà xa dịp đêm. Ôi câu ca đang tình đặng nghiệp, có lúc nào anh giận em không? Chỉ có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em đợi, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương sống dài thêm. Em nhớ đêm giận mà thương chảy lòng em đỏ. Thương mà giận dễ gì đã có, ta chỉ cần thấy ở nhau thôi. Một năm hai xương đôi trời đã bớt, bao vun vã bàn tay em lo hết. Anh chưa thể hiểu, ôi câu ca sang giận mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu vạn dặm. Khi chưa gió, lòng vẫn ấm bởi dân dò. Cùng chỉ để thương thêm, ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu ấm nồng. Khi chờ gió, lòng vẫn ấm bởi dân dò. Cùng chỉ để thương.
cảm ơn mọi người ạ. Em xin chào luôn. Lặng nhìn anh quay lưng ngoảnh mắt em cũng vẫn buồn. Buồn đôi tay yêu kéo cũng đã qua muộn. Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ hẹn đôi mi từng con tim buồn vỡ. Vì yêu cứ ngỡ ngỡ thành yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sâu bơ vơ. Dù một lời vẫn âm để nói lại một đời đau thương. Lời xin lỗi sau bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không tầm sâu. Những giai điệu vui tươi mà ban nhạc đem lại. Đây là bản canon indie hay canon cung dây chưởng. Bản nhạc mang trong mình sự tinh tế và truyền cảm hứng, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn và trang trọng bậc nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, bản nhạc này lại được vang lên tại lễ khai trương tổng đại lý Generali Việt Nam. Một lần nữa, xin hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc ạ. Kính thưa anh chị, lấy cảm hứng từ sự thân thiện, cởi mở và luôn trân trọng những mối quan hệ gia đình của người Ý, tổng đại lý Generali Việt Nam được xây dựng trên hình tượng mái nhà nhỏ ấm cúng, dễ chịu và bình yên. Vì thế, tổng đại lý Generali Việt Nam còn có tên gọi là Gen Casa. Casa nghĩa là ngôi nhà nhỏ trong tiếng Ý. Đối với các vị khách hàng khi đến với Gen Casa sẽ vừa lạ vừa quen. Cái lạ đến từ không gian mới mẻ mang đậm chất Ý, thoáng chút cổ xưa, sáng trọng. Tuy nhiên, với cách thiết kế và bài trí không gian ấm cúng làm ta cảm thấy quen thuộc như đang đến chơi nhà một người bạn lâu năm. Đó cũng là điều mà Generali Việt Nam muốn mang đến cho khách hàng của mình. Văn phòng Gen Casa như là một ngôi nhà nhỏ thứ hai của khách hàng. Đây không chỉ là nơi thực hiện những giao dịch trong phút chốc, mà còn có thể lưu lại trò chuyện cùng người tư vấn của mình, trò chuyện về những băn khoăn, những nỗi niềm, mơ ước và kế hoạch trong cuộc sống. Thiết kế mới mang phong cách Ý, thoát khỏi hình tượng văn phòng thông thường,
cũng là nguồn cảm hứng gợi nhắc các anh chị tư vấn viên và cấp quản lý về di sản thương hiệu 192 năm của Genuinely. Và nhờ vào sự tận tâm và chuyên nghiệp của mình, đội ngũ tư vấn viên sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng khách hàng vun vén Casa, ngôi nhà nhỏ của mình. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón quý vị khách mời đến tham dự lễ khai trương tổng đại lý Genuinely Việt Nam tại khu Thủ Mô, thôn Thái Hòa, Hợp Đồng, Trường Mỹ. Về phía chính quyền địa phương, xin trân trọng giới thiệu và chào đón anh Trương Bá Quân, Phó Chủ tịch xã Hợp Đồng. Về phía ban lãnh đạo công ty Genuinely Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự gồm có chị Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Genuinely Việt Nam. Anh Lục Tài Ba, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn quốc. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Tổng Giám đốc Quan hệ Chính phủ và Phát triển Tổng Đại lý. Chị Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc cấp cao, Trưởng miền Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý Việt Bắc. Chị Trần Nguyễn Yên Lan, Giám đốc Trưởng Bộ phận Phát triển Tổng Đại lý. Và nhân vật quan trọng nhất ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu người thuyền trưởng sẽ dẫn dắt Gen Casa Hà Nội Trương Mỹ, chị Nguyễn Thị Thương Mến, Giám đốc Tổng đại lý Gen Casa Hà Nội Trương Mỹ. Về tham dự sự kiện đặc biệt này còn có sự hiện diện của quý khách hàng thân thiết, các anh chị phòng ban của công ty và các anh chị tư vấn viên cấp quản lý tại huyện Trương Mỹ. Xin trân trọng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị ạ. Vâng, và để bắt đầu chương trình ngay sau đây, xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Genuinely Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc. Xin được kính mời chị. Kính thưa ông Trương Bá Quân, Phó Chủ tịch xã Hợp Đồng. Kính thưa ông Phạm Minh Tuấn, Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trương Mỹ. Kính thưa bà Nguyễn Thị Thương Mến, Giám đốc Tổng Đại lý Gen Casa Hà Nội Trương Mỹ. Kính thưa quý khách, các anh chị quản lý tư vấn bảo hiểm và nhân viên Genuinely Việt Nam thân mến. Thay mặt cho ban tổng giám đốc của công ty Genuinely Việt Nam, tôi xin chào mừng toàn thể quý vị các anh chị đến để tham dự buổi lễ khai trương tổng đại lý Gen Casa Hà Nội Trương Mỹ ngày hôm nay. Thưa quý vị, Genuinely Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Genuinely, một tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới đến từ nước Ý. Sau hơn 193 năm phát triển, tập đoàn Genuinely hiện nay đang có mặt trên 50 quốc gia trên toàn thế giới và phục vụ gần 70 triệu khách hàng với 82.000 nhân viên trên toàn cầu. Thành lập tại Việt Nam năm 2011 với phương châm hoạt động là đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm. Genuinely Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu nhờ vào chiến lược tập trung phát triển sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và kiên định theo đuổi mục tiêu trở thành người bạn trọn đời của khách hàng. Genuinely Việt Nam tự hào sở hữu danh mục sản phẩm vượt trội, đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng cùng với các chỉ số NRPS với đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, dẫn đầu thị trường. Với hệ thống phân phối đa dạng và mạng lưới hoạt động phát triển rộng khắp hơn 100 tổng đại lý, văn phòng và trung tâm dịch vụ khách hàng, Genuinely Việt Nam đang phục vụ gần 500.000 khách hàng trên toàn quốc. Với phương châm hoạt động là đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm, Genuinely Việt Nam cam kết mang đến những giải pháp bảo hiểm có chất lượng hàng đầu thông qua các sản phẩm sáng tạo, dịch vụ ưu việt và mạng lưới văn phòng ngày càng rộng khắp trên toàn quốc. Và ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng đón chào sự ra đời của Gen Casa Hà Nội, Trương Mỹ. Hà Nội là một thành phố có diện tích lớn nhất cả nước và là thành phố đông dân thứ hai toàn quốc, là một trung tâm kinh tế quan trọng. Vì thế, việc khai trương Gen Casa Hà Nội Trương Mỹ sẽ mang lại nhiều giá trị và sự thuận tiện giúp cho người dân địa phương dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của Genuinely Việt Nam. Gen Casa là sự kết hợp độc đáo, nét văn hóa của Ý và Việt Nam, lấy cảm hứng từ tính thân thiện, cởi mở và luôn trân trọng những mối quan hệ gia đình, bằng hữu của người Ý. Mô hình tổng đại lý Gen Casa được xây dựng theo hình tượng mái nhà nhỏ, ấm cúng, gần gũi và bình yên. Casa trong tiếng Ý có nghĩa là ngôi nhà. Với thiết kế mới mẻ, thoát khỏi mô hình văn phòng thông thường, Gen Casa là nơi khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo và nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên, tư vấn viên nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của Genuinely Việt Nam. Với mô hình này, tôi tin rằng Genuinely Việt Nam nói chung và Gen Casa Hà Nội Trương Mỹ
nói riêng sẽ tạo ra một bước đột phá về dịch vụ khách hàng, đem đến những trải nghiệm khác biệt, hữu ích, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm sáng tạo và chú trọng vào lợi ích của khách hàng nhất. Tôi mến chúc các anh chị tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm, cấp quản lý của Tổng đại lý GenCasa Hà Nội Chương Mỹ đạt được những kết quả kinh doanh xuất sắc và mang lại sự bảo vệ tài chính cho người dân địa phương ngày càng tốt hơn. Kính chúc tất cả quý vị sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bài phát biểu của chị Nguyễn Phương Anh. Tiếp sau đây xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Thương Mến, Giám đốc GenCasa Hà Nội Chương Mỹ có đôi lời phát biểu. Xin được kính mời chị. Ông Phạm Mạnh Tuấn, Phó Phòng Lao động, Thương binh Xã hội xã huyện Chương Mỹ. Phó ông Trương Máu Huân, Phó Chủ tịch xã Hợp Đồng. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an xã Hợp Đồng. Bà Dương Thị Hiền, công chức địa chính xây dựng. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, công chức lao động thương binh xã hội. Kính thưa bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Gencory Việt Nam. Kính thưa ban giám đốc công ty, anh chị em nhân viên quản lý và tư vấn bảo hiểm. Kính thưa quý khách hàng thân mến, thay mặt Tổng đại lý GenCasa, GenCasa Hà Nội Chương Mỹ xin gửi lời đến toàn thể quý vị, anh chị lời chào trân trọng nhất. Trước hết, tôi xin được cảm ơn tới các cơ quan chức năng, chính quyền huyện Chương Mỹ đã tạo điều kiện cho để công ty chúng tôi thành lập Tổng đại lý GenCasa Hà Nội Chương Mỹ tại đây với thủ tục nhanh chóng, thân thiện và thuận tiện. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến ban giám đốc, các phòng ban của Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Gencory Việt Nam đã quan tâm và nhiệt tình hỗ trợ để ngày hôm nay Tổng đại lý GenCasa Hà Nội Chương Mỹ được ra đời khang trang hiện đại với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi và mang một phong cách GenCasa mới lạ, độc đáo, thể hiện đẳng cấp của nước Ý, giúp chúng tôi đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, chuyên nghiệp nhất về dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. GenCasa, sự kết hợp độc đáo đẹp của văn hóa Ý và Việt Nam, tinh tế và sang trọng nhưng cũng rất thân thiện và cởi mở, sẽ là ngôi nhà thứ hai dành cho các anh chị em tư vấn quản lý cùng nhau xây dựng mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm mang lại những trải nghiệm và dịch vụ ưu việt nhất. Nơi đây là nơi anh chị phát triển kinh doanh, xây dựng hoài bão và thực hiện ước mơ về con đường sự nghiệp của mình, quyết tâm phát triển ban nhóm để tăng thu nhập cùng GenCasa Việt Nam đạt đến những thành công mới. Chúng tôi tin rằng sự ủng hộ, tin tưởng của quý khách hàng, sự hỗ trợ to lớn của ban giám đốc công ty Gencory Việt Nam cùng với nhiệt huyết, sự nỗ lực của đội ngũ quản lý và tư vấn bảo hiểm, chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành tựu. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ khai trương tổng đại lý của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc các quý vị và anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu chân tình của chị Nguyễn Thị Thương Mến. Vâng, xin mời chị Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Genali Việt Nam đứng lên phía sân khấu để trao chứng nhận thành lập Tổng đại lý GenCasa Hà Nội Chương Mỹ của Genali Việt Nam cho chị Nguyễn Thị Thương Mến. Thưa quý vị, ngoài sứ mệnh bảo vệ an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, Genali còn chú trọng đến các hoạt động cộng đồng với mong muốn góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em. Để đánh dấu sự kiện đáng nhớ này, chúng tôi xin mời chị Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Genali Việt Nam sẽ trao nhận tấm séc học bổng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Chương Mỹ. Xin trân trọng kính mời anh Phạm Mạnh Tuấn, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ tiến lên sân khấu để nhận tấm séc từ Genali Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Phương Anh, chị Nguyễn Thị Thương Mến và anh Phạm Mạnh Tuấn. Chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn ban lãnh đạo công ty Genali Việt Nam và anh Phạm Mạnh Tuấn. Và sau đây, xin mời ban giám đốc công ty, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng tiến lên sân khấu để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này cùng với chị Nguyễn Thị Thương Mến ạ. Giờ đây chắc hẳn là chúng ta đều có cảm xúc rất đặc biệt, vui mừng khi chứng kiến thời khắc mà chị Nguyễn Thị Thương Mến đã chính thức trở thành giám đốc tổng đại lý của Genali Việt Nam.
trân trọng kính mời chị Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam và chị Nguyễn Thị Thương Mến, Giám đốc Genkasa Hà Nội Trương Mỹ tiến về phía khu vực cửa chính để chuẩn bị tháo nơ niêm phong cửa, mở ra một chương mới cho hoạt động của Genkasa tại huyện Trương Mỹ. Xin được trân trọng kính mời anh Phạm Mạnh Tuấn, anh Lục Tài Ba, chị Nguyễn Thị Lan Anh, chị Nguyễn Ngọc Anh, chị Trần Nguyên Yên Lan chúng ta tiến về phía sân khấu để chuẩn bị khu sân banh. 1, 2, 3, chúc mừng khai trương. Vâng, xin cảm ơn ban giám đốc và quý vị đại biểu. Cố gắng quyết tâm làm sao là tháng 8
đạt chỉ tiêu doanh số là 2 tỷ. Quyết tâm là năm đầu tiên kết thúc của năm 2024 thì Gen Casa quyết tâm là đạt con số là 10 tỷ. Tư vấn quản lý thì cũng sẽ cam kết là 120 tư vấn viên quản lý và cấp quản lý. Trương Mỹ về đích 10 tỷ. Trương Mỹ làm được. Go Lion. Hay hay hay. Go Lion. Hay hay hay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh chị. Thật vui đèn hoa lấp lánh lên núi thung lũng nhộn nhịp ngàn lời chúc mừng khai trương thành công rực rỡ, ta vui mừng hân hoan tiếng nhạc vang lên hạnh phúc ngập tràn, chúc công việc kinh doanh tiền vào nhuộm khách đông ca ngợi. Nào tay chúc khai trương hồng phát, nâng ly nào nâng ly, chúc mừng khai trương thuận buồm xuôi gió. Nâng ly nào ta chúc, tài lộc tân tươi ta mau chúc mừng khai trương vạn lộc thành công, chúc mừng chúc mừng. Khai trương ưu đãi tưng bừng, người người thật là đông, rộn ràng cười vui, nhận quà hấp dẫn, không gian đẹp lung linh, gia chủ tươi xinh, vui vẻ tận tình, hãy nâng ly cùng nhau, mừng cho gia chủ khai trương phát tài. Thật vui đèn hoa lấp lánh lên múa tưng bừng nhộn nhịp ngàn lời chúc, chúc mừng khai trương thành công rực rỡ, ta vui mừng hân hoan tiếng nhạc vang lên hạnh phúc ngập tràn, chúc công việc kinh doanh tiền vào như nước khách đông cao.